Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn một ván cờ hay đánh trong giải cờ tướng An Huy năm 2012. Bên đỏ đi tiên là tinh thủ Đào Án Minh và người cầm bên đen là chiến thần Vương Thứ Nhất. Xin mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứ
将军。吃吃吃。Và tiếp theo sau phần cờ cho bay vào qua để bật sĩ đến từ bên đen của vương, thì trong bối cảnh trên bên tiên của danh thủ Đào Hoàn Minh, ông đã buông cờ xin thua trong hình cờ đó. Các bạn thấy ngay, đánh tiếp mà cho vật vào qua thì sao? Khi đó bị thua ngay với phần cờ cho bình thốt qua để chém sĩ trung lộ. Các bạn sẽ cùng xét thêm một biến hóa khác. Trong bối cảnh trên mà cho thoái pháo về thì sao? Bắt tốt lập tức bị phấn cờ binh tướng bình năm là thua ngay. Một hình cờ khác dành cho bên tiên các bạn sẽ cùng đoán xem. Thoái pháo về. Khi đó thì bên đen hoàn toàn có thể cho vật pháo qua pháo ngay, hình cờ hơn quân và chắc thắng trong bối cảnh trên.
Như vậy kênh học của Tú Online vừa kể từ các bạn ván đấu trên một trận cờ hay của danh thủ Vương Thiết trước đầu Hoàn Minh. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.